Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Thu Hà, giáo viên tiếng Trung, Trung tâm Ngoại ngữ Tomato 300 Lạch Tray Hải Phòng. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trên hành trình chinh phục tiếng Hán. Hôm nay tôi xin giới thiệu về chương trình Trung sơ cấp A của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Chương trình A của chúng ta sẽ học những kiến thức cơ bản nhất về tiếng Trung, bao gồm ngữ âm, chữ Hán, từ vựng, các mẫu câu để phục vụ cho những chủ đề giao tiếp cơ bản nhất trong đời sống thường ngày. Và để cho cái phục vụ cho cái việc học tập và giảng dạy của chương trình Trung sơ cấp A thì chúng ta sẽ sử dụng giáo trình sau. Đầu tiên là giáo trình Hán ngữ. Giáo trình Hán ngữ tập 1 quyển thượng là quyển giáo trình sẽ được dùng trong chương trình A1, quyển hạ được dùng trong chương trình A2. Giáo trình này các bạn có thể mua trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Tomato 300 Lạch Tray Hải Phòng, hoặc các bạn ở trên Hà Nội có thể đến nhà sách của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra thì giáo trình này cũng được bày bán ở các hiệu sách trên toàn quốc. Đi kèm với lại giáo trình này đó chính là giáo trình tập viết chữ Hán. Giáo trình tập viết chữ Hán là được biên soạn theo quyển giáo trình Hán ngữ này và có tất cả những cái chữ Hán mà chúng ta học trong giáo trình, bao gồm cả cách viết, các nét cơ bản, và sẽ là một cái cuốn sách công cụ rất là hữu ích cho các bạn trong việc luyện tập chữ Hán. Ngoài ra có một giáo trình nữa được sử dụng rất phổ biến cho những người học tập và giảng dạy chữ Hán, đó là giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, là một cái cuốn sách gần như là cuốn sách gối đầu tay của những người muốn học giỏi tiếng Hoa. Và chúng ta có thể mua cuốn sách này tại Trung tâm Ngoại ngữ Tomato hoặc các hiệu sách bày bán trên toàn quốc. Và đi kèm với lại cái cuốn 301 này là cuốn bài tập. Đây chính là những cuốn sách giáo trình và sách công cụ để phục vụ cho việc học tiếng Trung trình độ sơ cấp. Ngoài ra khi mà trình độ của chúng ta đã đạt đến một cái mức độ khá khá rồi, chúng ta lúc đấy sẽ sử dụng đến các cái cuốn sách công cụ khác. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình Trung sơ cấp A. Họ muốn khai sử sang khở. Chúng ta hãy nhìn lên trên bảng. Ở trên bảng tôi đã viết một cái câu nói rất là phổ biến ở trong tiếng Hán. Ní khó, ní khó. Các bạn đã nghe câu này chắc chắn là sẽ nghe rất là nhiều trong phim, ngoài đời. Khi mà chúng ta gặp đối tác Trung Quốc hoặc là gặp khách du lịch thì chúng ta sẽ nói một câu này. Đây chính là câu xin chào rất phổ biến của người Trung Quốc. Vậy chúng ta hãy nhìn một chút ạ. Cái phần trên này chính là phần chữ Hán, còn ở phần dưới là phần phiên âm chữ Latin ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay bằng cách là tập làm quen với lại phiên âm Latin, các âm tiết trong tiếng Hán. Chúng ta học cái này ạ, học cái phần phát âm này thì chúng ta có thể nói được tiếng Trung, còn chúng ta học chữ Hán là để có thể viết được chữ Hán trong tiếng Trung Quốc. Vậy chúng ta hãy nhìn lên cái phần phiên âm một chút. Cái phần đầu tiên ạ, tôi sẽ xin phép được viết to hơn ạ. Cái phần đầu tiên mở đầu cho một âm tiết tiếng Hán, đó là thanh mẫu. Thanh mẫu nó giống như là phụ âm của tiếng Việt, mở đầu cho một âm tiết thanh mẫu. Phần thứ hai sau thanh mẫu người ta gọi là vận mẫu, giống như là nguyên âm của tiếng Việt. Thanh mẫu thì giống phụ âm, mà vận mẫu thì giống nguyên âm. Còn phần thứ ba là cái phần này lại hơi dấu tròn, nó chính là thanh điệu. Thanh điệu thì giống như là dấu của tiếng Việt. Vậy thì có thể thấy được một điều là cái cấu tạo của một âm tiết tiếng Hán hoàn toàn giống với cấu tạo của một âm tiết tiếng Việt về mặt hình thức, cũng bao gồm 3 phần: thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu, tương ứng với lại phụ âm, nguyên âm và dấu của tiếng Việt. Rất là đơn giản phải không ạ? Cái việc mà có cái nhiều cái nét tương đồng về mặt ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Hán ấy, nó sẽ khiến cho cái việc học phát âm tiếng Hán của người Việt Nam sẽ có lợi hơn, dễ dàng, tương đối dễ dàng hơn so với lại những người của những quốc gia khác khi học tiếng Hán. Tôi chỉ đơn cử cái việc mà có thanh điệu ấy ạ, nó giống như là dấu của tiếng Việt ấy ạ, thì nó đã khiến cho chúng ta sẽ phát âm cảm thấy nó dễ dàng hơn.
Nhưng người Anh, người Mỹ khi họ nói tiếng Anh ấy, thì trong tiếng Anh là không có dấu dấu hiệu như tiếng Việt. Cho nên là họ sẽ cảm thấy hơi khó khăn hơn là người Việt Nam chúng ta khi người ta cần phát âm những cái thanh điệu của tiếng Hàn. Đấy chính là một cái lợi thế mà chúng ta nên tận dụng. Thế thì trong bài hôm nay, bài đầu tiên là quen với chữ Hán, là quen với lại tiếng Hán, thì tôi sẽ giới thiệu về phần ngữ âm cơ bản của tiếng Hán. Đó là tôi sẽ giới thiệu về thanh mẫu, vận mẫu và các thanh điệu của tiếng Hán. Đó, mình chi suy. Đầu tiên là thanh mẫu. Tiếng Hán thì có tổng cộng là 21 thanh mẫu. 21 thanh mẫu. Và người ta sẽ chia làm 7 nhóm. Người ta chia làm 7 nhóm. Vậy thì cái tiêu chuẩn của cái cơ sở nào để phân chia ạ? Người ta sẽ dựa vào vị trí phát âm. Vị trí phát âm. Vị trí phát âm để mà phân chia. Tức là khi mà chúng ta phát âm, thì chúng ta sẽ dùng cái gì để phát âm? Dùng miệng. Thế trong miệng thì có những cơ quan gì được dùng để phát âm? Môi này, răng này, lưỡi, cuống họng, ngạc trên, ngạc dưới, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc. Tôi muốn lưu ý một chút ạ, có một cái nguyên tắc để có thể phát âm được tiếng Hán chuẩn. Đó là chúng ta phải xác định được chính xác vị trí phát âm. Vị trí phát âm là một cái đóng vai trò rất là quan trọng, gần như là quyết định xem chúng ta phát âm chuẩn hay không. Đối với những người bắt đầu học tiếng Trung, bắt đầu học tiếng Hán, chúng ta nên có thói quen tập phát âm chuẩn ngay từ đầu. Phát âm chuẩn ngay từ đầu nó sẽ khiến các bạn đỡ một thời gian về sau. Nếu như ngay từ đầu phát âm chuẩn, về sau muốn sửa sẽ mất rất nhiều thời gian mà chưa chắc là đã sửa được chuẩn như chúng ta mong muốn. Vậy thì có cái nguyên tắc vàng, gọi là nguyên tắc vàng, nguyên tắc đầu tiên, đó là trước khi phát một âm ra, chúng ta phải xác định được vị trí phát cái âm đấy đúng, đưa lưỡi và đúng vị trí, răng như thế nào, môi mím thế nào. Sau khi xác định đúng rồi, sau đó phát cái âm ra thì chắc chắn là các bạn sẽ phát được những âm chuẩn, kể cả là những âm khó nhất. Được chưa? Được rồi. Đây đầu tiên chúng ta, nhóm đầu tiên. Nhóm âm hai môi. Nghe tên là có thể biết được là vị trí phát âm nó sẽ dùng gì ạ? Hai môi ạ. Hai môi sẽ được dùng để làm vị trí phát âm. Chúng ta sẽ có những thanh mẫu sau. Chúng ta sẽ dùng âm u để ghi âm nhóm âm này. Đầu tiên, chữ bờ này ạ. Chúng ta sẽ mím môi lại và hơi sẽ bật ra. Pua. Pua, nó giống âm bờ của tiếng Việt, lại nhá. Pua, pua, nhớ là mím môi lại và bật hơi ra. Pua, pua, hả. Đến âm thứ hai, giờ được ký hiệu của chữ P ạ. Âm này phát âm giống hệt âm này, nhưng điểm khác biệt đó là luồng hơi phát ra mạnh hơn, người ta gọi là âm bật hơi ạ. Trong tiếng Hán sẽ có những cặp bật hơi và không bật hơi. Riêng với thanh mẫu có những cặp bật hơi và không bật hơi. Và những cặp đấy tôi sẽ ngoặc đơn lại như này. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Poor. Poor. À đấy. Cái này là poor, bật hơi là poor. Bật hơi, poor, không bật hơi, poor. Và có một cách rất là đơn giản để chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đã phát âm chuẩn chưa. Thực ra là có hai cách. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày cả hai cách để cho các bạn tham khảo để xem kiểm tra xem là mình đã phát âm đúng chưa. Đầu tiên, cách thứ nhất, chúng ta hãy cho tay lên trên cái thanh quản này ạ. Cho tay như thế này. Khi mà chúng ta phát âm bật không bật hơi, chúng ta phát âm thử nhé. Pua, pua, luồng hơi ma sát với lại thanh quản, chúng ta có thể cảm nhận được cái luồng hơi đấy khi nó đi ra. Pua, pua. Tuy nhiên với âm bật hơi pô, 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 luồng hơi phát ra nhanh hơn, mạnh hơn.
cái chính là nhanh hơn, cho nên là chúng ta sẽ không cảm nhận được cái nó chưa kịp phát giác với lại cái thanh quản này nó đã bật ra thọ thọ. Đây là cách thứ nhất để kiểm tra xem đấy là âm bật hơi không bật hơi. Cách thứ hai có vẻ đơn giản hơn, đó là chúng ta cho một tờ giấy để ở trước miệng và chúng ta bắt đầu phát âm với âm không bật hơi u u. Luồng hơi không được bật mạnh cho nên là tờ giấy vẫn đứng nguyên. Tuy nhiên với âm bật hơi ạ, phụ phụ đấy, có thể thấy không ạ, tờ giấy bị luồng hơi đi ra mạnh, nó vuông góc với lại cái nó tác động vào cái tờ giấy này và khiến cho tờ giấy bị bay. Phụ phụ, đó chính là một cách rất đơn giản để kiểm tra xem chúng ta đã phát âm chuẩn chưa, bật hơi không bật hơi. Đó, lại nhá, phụ 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 phụ, hoặc là còn cái âm này giống âm mờ thôi, mua mua. Đây là nhóm âm, nhóm thanh ngữ đầu tiên là nhóm âm hai môi. Tiếp theo âm môi răng, nhóm âm thứ hai là âm môi răng. Đang nghe đến đây thì cũng biết là vị trí phát âm là bao gồm gì ạ, môi và răng. Nó hơi giống cái âm phò tiếng Việt, tuy nhiên thì cái hàm răng của chúng ta sẽ chỉ nhím vào 1/3 của cái môi dưới. Phua phua, âm này rất đơn giản nhỉ, phua phua, hả ta. Đây ạ, đây là chúng ta đã đi qua được hai nhóm âm và người ta ký hiệu chữ F, phua phua. Nhóm âm trên răng trên tức là sao? Sẽ dùng cái lưỡi, đầu lưỡi chúng ta đặt vào cái phần sau của răng cửa trước và chúng ta sẽ phát âm cái âm này lên. Đầu tiên là cái nhóm này ạ, tư, nó giống hơi giống âm tờ tiếng Việt, tư tư. Còn bật hơi, bật hơi thì không phải là âm thờ của tiếng Việt, bởi vì nếu âm thờ của tiếng Việt thì nó quá nhẹ, mà đây là âm tờ chúng ta bật hơi mạnh ra, thở thở thở, tơ thở thơ tơ. Hả, thế còn hai cái âm này phía sau thì rất là đơn giản thôi, giống âm đò và âm lò, nưa nưa lưa lưa. Hả, chúng ta phát âm lại cả nhóm, tơ thơ nưa lưa. Hả ta, nhóm âm tiếp theo âm chân răng dưới. Hơi giống âm trờ nhẹ của tiếng Việt à, và chúng ta sẽ dùng âm y để ghi âm. Chân răng dưới tức là sẽ cho đầu lưỡi chúng ta chạm vào cái chân răng ở phía dưới mặt sau của răng dưới và chúng ta sẽ phát ạ, bắt đầu nào, chi chi. Cái nhóm âm này nó còn có một cái tên gọi khác là nhóm âm mặt lưỡi, tức là sao ạ, cái mặt lưỡi chúng ta hơi đẩy về phía trước, hơi đẩy về lên trên ạ, chúng ta phát nào, chi chi chi. À, tiếp đến âm bật hơi ạ, chi chi chi. Hả, chi 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 chi. Để mà tạo được một cái luồng hơi mạnh như thế thì chúng ta cần phải có một cái lực một chút, đó là chúng ta hơi hóp cái bụng lại thì cái luồng hơi nó sẽ được tống lên trên và phát ra ngoài thì nó sẽ mạnh hơn, đặc biệt là với cái âm bật hơi như thế này. Thế còn đấy, cái âm này, âm này có rất nhiều bạn phát âm giống âm sò nhẹ của tiếng Việt, nhưng mà không phải như vậy. Nếu phát âm sò nhẹ là si, nhưng ở đây chúng ta phải cho cái lưỡi chúng ta chúc dưới ạ, si si. Còn nếu như tiếng Việt thì là si si, cái âm phát rất là mạnh, đấy là cái sự khác biệt. Và người ta chỉ cần nghe là người ta sẽ biết được các bạn phát âm chuẩn chưa. Nào, chúng ta phát âm lại nhé, si si. À, lại cả ba ạ, chi 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 chi. Được chưa ạ? Hoặc là đây là nhóm 4, nhóm đầu tiên trong thanh mẫu của tiếng Hán. Chưa có gì khó khăn lắm ạ, theo tôi thấy là như vậy, vẫn nằm ở
trong những cái khoản khá là đơn giản. Chúng ta sẽ học từ đơn giản đến khó mà. Đấy cũng là một cái chủ ý khi người ta chia ra các nhóm lúc này, xếp từ đơn giản đến dễ, từ đơn giản đến khó hơn, phức tạp hơn. Học. Chúng ta sang nhóm tiếp theo ạ. Âm cuống lưỡi. Âm cuống lưỡi tức là sao? Vị trí phát âm sẽ là gốc lưỡi, cuống lưỡi, từ đó để phát ra âm. Bắt đầu nhá. Cái âm đầu tiên phát âm giống âm cờ. Âm cờ của Việt đọc là cương, 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 cương. Tiếp theo mặt hơi thì khi mà chúng ta phát cái âm này, các bạn nghe tôi đọc trước ạ. Khừa, khừa, khừa. Có cảm giác gì không ạ? Cảm giác là cái âm nó dường như nó nổ ở trong cổ họng chúng ta, nó nổ sát trong cổ họng chúng ta. Đó, thì chúng ta phát lại là khừa, khừa. Với những cái âm mật hơi thì chúng ta phải dùng lực hơn một chút, chúng ta hóp bụng lại cho đường hơi được đẩy lên mạnh hơn. Đó, bắt đầu nhá. Cương, cương, khừa, khừa. Còn cái âm này, âm này ạ, ví dụ như thế này, các bạn chắc là ai cũng biết cái câu chào mà tôi đã nói ngay từ đầu bài ni hao, đúng không ạ? Thì rất nhiều bạn có thói quen đọc ni hao, ni hao, nhưng thực ra nó không phải là âm hờ. Cái âm này ạ, cái âm cuối cùng ở trong cái nhóm âm cuống lưỡi này ạ, nó là cái sự pha ở giữa âm cơ, âm cơ, ca về giữa âm, giữa chữ khờ và chữ hò, giữa cái âm khờ và âm hò của Việt, và nó hơi thiên về cái chữ khờ này hơn. Nó chưa đủ mạnh của chữ khờ nhưng nó sẽ không quá nhẹ như chữ hò của Việt. Đây chúng ta sẽ nghe với nhau nhé. Khương, khương, tức là nghe qua thì giống âm khờ nhưng nó không mạnh. Ví dụ âm khờ là khừa, khừa, còn dưới âm hò đấy lại hơi nhẹ, khương, khương, và nó là khừa, khừa, khừa. Tức là chúng ta phải điều chỉnh cái lượng hơi thế nào để cho nó không nhẹ như âm hò nhưng nó không quá mạnh như âm khò, nó chỉ hơi thiên về âm khò một chút thôi. Thì chúng ta sẽ âm lại nhé. Cưa, cương, khừa, khừa, khương, khương. Dạ, hoặc là chúng ta sang nhóm tiếp theo. Nhóm tiếp theo là âm trước đầu lưỡi. Âm trước đầu lưỡi. Âm trước đầu lưỡi theo tôi nhận định thì đây là, theo tôi nhận xét ạ, thì đây là cái nhóm thanh mẫu khó nhất trong số 7 nhóm thanh mẫu của tiếng Hán. Cá nhân tôi cảm thấy thế, và rất nhiều bạn học viên cũng chia sẻ là họ học khá khó khăn khi họ phát cái âm này, tức là họ sẽ mất nhiều thời gian hơn so với những nhóm còn lại. Tuy nhiên thì gọi là khó nhưng chúng ta cũng không có gì phải ngại, bởi vì như tôi đã nói, với nguyên tắc vàng là gì ạ? Xác định chính xác vị trí phát âm thì nhất định âm của chúng ta phát ra sẽ chuẩn. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Lại một nhóm bật hơi và không bật hơi. Chúng ta sẽ thế này ạ. Đây là hai cái răng cửa, còn đây là lưỡi chúng ta. Chúng ta sẽ cho vào lưỡi vào giữa hai cái hàm răng và hơi chép về hàm dưới một chút. Lưỡi chúng ta sẽ hơi chép về hàm dưới một chút. Và chúng ta phát âm ạ, chúng ta sẽ dùng âm ư để thi âm. Nào bắt đầu nhá. Dư, dư. Lưỡi của chúng ta đây nhá. Đây ạ, lưỡi đây ạ. Đây là hai cái hàm. Thì chúng ta sẽ cho nó vào giữa, vẫn hơi chết xuống dưới một chút ạ. Đây là hai cái hàm răng hơi chết. Chúng ta khép chặt cái hàm răng lại và chúng ta phát ra. Nó giống như là cái chữ kẹt xỉ. Kẹt xỉ, sợ sợ. Giống như kẹt xỉ, tức là cái luồng hơi ra rất là mạnh, rất là mạnh ạ. Các bạn nếu mà nghe kỹ thì sẽ cảm thấy thế ạ. Cái cảm âm của chúng ta á. Nào bắt đầu. Dư, dư, dư. À, lưỡi chúng ta hơi trước một chút. Sang thế này còn hơi ạ. Sử, sử, sử. Đấy ạ, còn hơi. Một cái là dư, một cái là sử. Còn riêng âm này
là sư sở 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 sư sư được chưa ạ? Nhóm âm này tương đối khó nhưng chúng ta hãy cứ xác định đúng vị trí ngữ âm, luyện tập nhiều thì chúng ta chắc chắn là sẽ đạt chuẩn. Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Sư 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 sư. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái nhóm âm cuối cùng trong hệ thống thanh mẫu của tiếng Hán, đó là âm cuộn lưỡi. Cuộn lưỡi hay là uốn lưỡi đều được, và cũng dùng âm ư. Cái nhóm này thì rất là đơn giản thôi, chúng ta phát âm giống âm tròn. Nhưng trong khi phát cái âm này ra, chúng ta phải cuộn cái lưỡi của chúng ta cong lại. Đây ạ, cuộn cho cái lưỡi của chúng ta cong lại thì chắc là phát âm sẽ chuẩn. Nhóm này không quá khó. Cái nhóm này và cái nhóm này nó hơi đối lập với nhau một chút. Cái cảm âm khi chúng ta phát cái nhóm âm này ra, đó là cái âm nó rất là mảnh. Còn cái cảm âm khi chúng ta nghe cái nhóm âm này, đó là cái âm nó dày. Các bạn cứ thử phát âm xem như thế ạ. Bây giờ sẽ phát âm cái nhóm này trước nhé. Đầu tiên là chư chư chư, cuộn lưỡi lại chư. Tiếp theo bật hơi chư 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 sư sư, và cuối cùng là rư. Nó giống âm, nó giống chữ r của tiếng Việt nhưng mà nó không rung, không phải là r, không phải là r, mà là rư rư. Cái nhóm âm cuộn lưỡi này là một cái nhóm âm mà rất nhiều người Việt Nam cũng như kể cả là người Trung Quốc, người Đài Loan hay phát âm không chuẩn. Tức là sao? Khi mà người ta phát âm ấy ạ, thì người ta thường là nó mắc cái bệnh hơi lười. Người ta cứ để cho lưỡi người ta thẳng ra phát âm, chứ người ta không chịu khó cuộn cái lưỡi lại. Cho nên là dẫn đến là người ta phát âm chuẩn. Tôi chỉ lấy một ví dụ. Tôi là người Thượng Hải. 我是上海人。我是上海人。 đây là câu này ví dụ luôn. Thì trong cái câu này có đến 3 cái âm thuộc nhóm âm lưỡi. 是 à, đúng rồi, 是 và 日. 我是上海人。我是上海人. Nhưng có rất nhiều người không chịu uốn lưỡi. 我是上海人。我是上海人. Đấy không? Và như thế thì là âm phát là không chuẩn. Vậy thì chúng ta hãy để ý khi đến nào cần cuộn lưỡi thì chúng ta sẽ cuộn lưỡi nhá. Hoặc là trên đây là tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn 21 thanh mẫu của tiếng Hán được chia làm 7 nhóm căn cứ vào vị trí phát âm. Vậy thì về nhà chúng ta sẽ luyện tập đủ cả 21 thanh mẫu này. Bây giờ tôi xin ghi lại 21 thanh mẫu và chúng ta sẽ đọc lại một lần để ôn tập luôn. Học về ngữ âm thì nó sẽ hơi đau họng một chút, chúng ta phải nói nhiều và nó hơi đơn điệu một chút, chúng ta chưa học được từ mới hay là mẫu câu gì chúng ta học ngữ âm. Nhưng đây chính là nền tảng để cho đặt những cái viên gạch đầu tiên để chúng ta có thể nói được tiếng Hán chuẩn, chính xác và hay. Vậy chúng ta hãy cố gắng ạ. Hoạt động tôi sẽ viết lại toàn bộ 21 thanh mẫu ạ. Sí.
21 thanh mẫu của tiếng Hán được chia làm 7 nhóm căn cứ vị trí đất âm. Và bây giờ tôi xin chuyển sang một phần thứ hai, đó là phần vận mẫu. Có lẽ là các bạn cảm thấy hơi mệt đúng không? Chúng ta học ngữ âm thì sẽ rất là nhiều. Không sao, chúng ta hãy cố gắng lên. Chào. Phần 2, vận mẫu. Đầu tiên là sẽ là các vận mẫu đơn. Vận mẫu đơn ạ, đây. Giống như là nguyên âm đơn của tiếng Việt đấy ạ. Thì nó có tổng cộng là 6 vận mẫu đơn. Và nó được xếp. Xếp như thế này là cũng có chú ý ạ. Xếp như thế này là người ta xếp theo độ dài của độ mở của miệng. Độ mở của miệng ạ. Đây, bây giờ chúng ta hãy nhìn tôi đọc và để ý đến cái khẩu hình của tôi ạ. Cái khẩu độ của miệng của tôi ạ. A, O, Ư, I, U, Ư. Sao lại? A, O, Ư, I, U, Ư. Thấy ạ, cái miệng của tôi nó khép dần lại đúng không ạ? Các bạn thấy không? Đầu tiên là A là to nhất và cuối cùng là Ư là bé nhất. Thì vì sao người ta lại xếp như thế này? Người ta không có chủ ý ạ. Nó liên quan đến một phần đó là đánh dấu thanh điệu. Đây, tôi sẽ lấy một ví dụ như sau. Lấy luôn cái chữ mà vừa rồi chúng ta học câu đầu tiên, phần đầu tiên là câu chào. Người ta sẽ đánh dấu thanh điệu của tiếng Hán ở trên vận mẫu chắc chắn rồi ạ. Không ai người ta đánh dấu trên thanh mẫu. Cũng giống như là tiếng Việt người ta sẽ đánh dấu ở đâu ạ? Đánh dấu ở trong nguyên âm chứ không ai đánh dấu ở phụ âm. Thế thì ví dụ như chữ này đọc là chữ nỉ thì chỉ có một cái vận mẫu là y thì đương nhiên là sẽ đánh ở trên giờ thanh dấu thanh điệu ở trên chữ y. Tuy nhiên sang cái chữ khở này nó có những hai thanh mẫu, đây là một hai vận mẫu, đây là một vận mẫu đôi, vận mẫu kép thì chúng ta biết đánh ở đâu? Thế thì theo nguyên tắc của chữ Hán, theo của tiếng Hán là người ta sẽ phải đánh dấu thanh điệu ở trên vận mẫu có độ mở của miệng rộng hơn. Độ mở của miệng rộng hơn. Thế thì ở đây A có độ mở rộng hơn O, cho nên người ta sẽ đánh dấu thanh điệu ở trên vận mẫu A. Đấy ạ. Đấy chính là việc vì sao người ta sắp xếp vận mẫu đơn theo cái độ giảm dần của độ mở của miệng. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ phát âm nhóm lên nhớ. Nhóm vận mẫu đơn ạ. A, O, Ư, I, U, Ư. Mấy cái này không có gì khó khăn đúng không ạ? A, O, Ư, I, U, Ư. Tuy nhiên thì riêng cái vận mẫu này, riêng cái này có rất nhiều bạn khi mà bắt đầu phát âm đều đọc là U, U. Nhưng mà tôi xin nói là sai nhá. Sai ạ? Vì sao? Chúng ta phải hiểu được cái bản chất của cái âm, cái vận mẫu này là gì. Cái bản chất nó chính là âm Y. Nó chính là âm Y ạ. Tuy nhiên, vì sao chúng ta lại không nghe ra Y mà chúng ta lại nghe ra là Ư? Là bởi vì vị trí phát âm của cái âm này nó khác với lại vị trí phát âm của Y. Đây chúng ta thử nhìn nhé. Bây giờ tôi sẽ miêu tả cái vị trí phát âm. Đó là chúng ta cho cái miệng chúng ta cố định từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc âm. Cố định môi của chúng ta như thế này. Bẹp này xuống không? Và chúng ta sẽ phát cái âm Y ra. Ư, Ư. Có rất nhiều bạn móc máy môi khi phát âm cái âm này, thế là sai ạ. Đều móc máy là uy, cho nên mới phát ra cái âm là âm uy, uy, uy. Nhưng cứ nghe là chúng ta sẽ khác nhau. Một cái là uy, một cái là ư, ư, ư. Đấy ạ. Môi của chúng ta phải giữ cố định và phát cái âm ra là được ư, ư. Hoặc là chúng ta phát lại nhá. A, O, Ư, I, U, ư, ư. U, I, Ư, O, A. Đó. Đây chính là nhóm vận mẫu đơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ sang các vận mẫu kép, vận mẫu đôi.
hợp với lại n bằng m. Nào bắt đầu. An, ân, ao, ông, ông. Riêng về cái này ạ, riêng về cái nhóm mà có m sau, nó giống như chữ ấp m của tiếng Anh ạ. Tức là khi chúng ta phát cái này ra, khi mà kết thúc cái âm rồi thì nó vẫn còn cái dư âm phát ra ở mũi, mũi của chúng ta. M, m, thế ạ. Ăn, ông, ung. Chúng ta sẽ thấy là âm mũi rất là rõ, âm mũi rất rõ ở những cái vận mũi này. Họ sẽ là an, ân, ăn, ông, ung, ung, ông, ăn, ân, an. Chưa? Họ ai, ai, ao, ô, an, ân, ăn, ông, ung. Họ tiếp theo là nhóm vận mẫu bắt đầu bằng vận mẫu y. Tôi xin phép bảo xóa cái này đi ạ. Để trên nó dễ nhìn. Kiểu gì là cũng sẽ có âm y tham gia vào cái nhóm này. I a i e i a chúng ta không đọc rõ là i a mà chúng ta đọc nối và đọc nhanh lên. I a cũng không đọc là da, không phải là da diết đâu nhá, không phải chữ giờ mà là chữ y, nhưng chúng ta đọc nối chữ a và đọc nhanh lên ạ. I a i a i e i e i a i a i o i o i o i o yam yam in in yam yam yong 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 yong. Nhắc lại ạ, riêng ở cái nhóm âm mà có cái chữ ng sau thì nhất định là chúng ta phải phát giống âm ng, tức là có cái âm mũi ạ, chứ không phải là giống âm nhờ, không phải giống âm nhờ, không phải là in, không phải là linh tinh đâu, không phải là in. Nếu mà là in chữ nhờ ấy ạ, đây ạ, thì khi kết thúc âm thì cũng không có một cái dư âm nào mà sao in in. Tuy nhiên nếu như là âm ngờ im im thì chúng cái âm nó còn qua đường mũi, nó có một cái dư âm ở lại. Họ chúng ta phát âm lại nhá. Ye ye yao yo yo yam in yang yong yong. Họ tiếp theo chúng ta học một nhóm vận mẫu nữa, bắt đầu bằng ư. Ba vận mẫu thôi ạ. Yue yue yuan yuan yun 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 yuan yu. Họ nhóm với y, nhóm vận mẫu với y, và cuối cùng nhóm vận mẫu với u.
Bắt đầu nhóm vật mẫu bắt đầu bằng u. Ba, ua, vai, quay, quang, quân, quang, quân. Học, sao lại ạ? Ba, ua, vai, quay, quang, quân, quang, quân. Có đơn giản không ạ? Không gì khó khăn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một cái âm cuối cùng ạ, gọi là âm uốn lưỡi hoặc là r. Chúng ta cuộn lưỡi chúng ta cong lên ạ, r. Nói chữ ớ, chữ r, cuộn lưỡi lên r, r. Âm cuộn lưỡi là một cái âm mà người Bắc Kinh ạ, người Bắc Kinh họ rất hay nói. Và tôi có một cái cảm giác là khi chúng ta nói những cái âm có thêm trong âm cuộn lưỡi thì nó sẽ khiến cho cái ngữ âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ví dụ như là chữ quả, hoa hoa, mấy chữ, ý chữ, ý khoa, đấy ạ, rất là hay hơn rất là nhiều. Bây giờ tôi xin ghi lại toàn bộ cái phần vận mẫu của tiếng Hán mà chúng ta vừa học xong. Đầu tiên là các vận mẫu đơn ạ. Đây chính là toàn bộ phần vần mẫu tiếng Hán. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phát âm lại từ đầu để cho các bạn ôn tập thống kê lại luôn. A, O, Ư, I, U, Ü. Ai, A, A, O. An, Ân, An, Ân, Ân. Ya, Ye, Yao, Yo, Yo. Yang, yin, yang, yong. Yue, yuan, yun. Wa, uo, wai, wei. Wan, wen, wang, wong. R, âm một lưỡi ạ, R. Hả ta, đây chính là toàn bộ cái phần vận mẫu. Vậy là chúng ta đã đi được một cái chặng đường khá khá của ngôn tiếng Hán, đó là học về các thanh mẫu và các vận mẫu của tiếng Hán. Và bây giờ tôi xin chuyển sang phần thứ ba, là cái bộ phận thứ ba cấu tạo nên bộ âm tiết tiếng Hán, đó là phần thanh điệu, giống như là dấu của tiếng Việt. Học mình chỉ chịu. Thanh điệu của chữ tiếng Hán thì nó chia làm năm thanh điệu, được gọi bằng tên là thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4 và thanh thứ 5 người ta gọi là thanh nhẹ. Vậy thì chúng ta sẽ học phía sau. Đầu tiên là chúng ta có cái bảng này. Tiếng Hán nó cũng giống như là trong tiếng Việt, nó sẽ quyết định ý nghĩa
và cách phát âm của âm tiết cũng như là ý nghĩa của cái từ mà nó ghi âm. Tức là sao? Ví dụ, tôi sẽ lấy ví dụ này. Bốn cái này, bốn cái âm tiết này chưa có dấu thanh điệu, giống hệt nhau về cái gì ạ? Phần đầu tiên gọi là gì ạ? Giống hệt nhau về thanh mẫu và giống hệt nhau về vận mẫu, cùng có thanh mẫu mua và vận mẫu a. Tuy nhiên, nếu như chúng ta đánh dấu thanh điệu khác nhau thì nghĩa của nó cũng khác nhau. Vậy tôi lấy ví dụ đầu tiên là thanh một, ma, ma. Tiếp theo là thanh hai, má. Tiếp theo nữa là thanh ba, và cuối cùng thanh bốn. Chú ý nhé, thanh một ma là người mẹ, thanh hai má, tê tê dại ạ, đầu tiên. Tiếp theo mã, thanh ba con ngựa, và cuối cùng thanh bốn mã, mã là mắng mỏ. Tức là sao? Cùng thanh mẫu, cùng vận mẫu nhưng thanh điệu khác nhau, chữ viết khác nhau, từ khác nhau, ý nghĩa khác nhau. Cho nên là khi phát âm nhất định phải phát âm đúng thanh điệu. Đấy là một phần rất quan trọng. Chỉ cần phát âm sai là người ta sẽ hiểu thành sai ý của chúng ta. Đúng không? Đây chúng ta sẽ bắt đầu vào từng thanh một nhé. Đây là cái thể hiện 5-4-3-2-1 này là thể hiện cái cao độ của âm ạ. Cao độ của âm, độ cao của âm mà chúng ta phát ra. Đầu tiên là thanh một. Thanh một đây ạ. Thanh một. Tức là sao? Cao độ của âm khi phát ra từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, cái thanh điệu đấy là sao? Không thay đổi và là ở cao độ cao nhất. Chúng ta nói thử xem nhé. Ma, ma, nó tạo thành một cái đường thẳng, không có gì thay đổi đúng không? Không có gì thay đổi ở độ cao. Ma, ma, nhưng nó phải là ở cái cao độ cao nhất, chứ không phải nói là ma, không phải nói là ma, không phải nói là ma, mà phải là ma, ma. Chúng ta cao giọng lên, cao giọng nhưng không thay đổi về độ cao khi mà trong cái quá trình phát âm ạ. Ma, chứ không má, má, ma, má, má, má. Đấy ạ, đấy là cái sự thay đổi về cao độ trong cái quá trình phát âm. Nhưng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc âm tiết đều chỉ có một cái độ cao thôi ạ. Đấy chính là thanh một. Và đánh dấu như thế này ạ. Thanh 2, từ độ cao 3 lên độ cao 5, nó giống như là dấu sấp của tiếng Việt. Má, má, má. Đấy là thanh 2. Thanh 3, chúng ta nhìn thấy ạ. Đánh dấu như thế này có sao? Nó sẽ có hai phần. Đầu tiên là phần xuống giọng, và sau đó là phần lên giọng ở cuối thanh điệu. Chúng ta nghe nghe tôi nói nhé. Mã, mã. Nó hơi giống dấu hỏi của tiếng Việt, nhưng nó không giống dấu hỏi ở cái chỗ là dấu hỏi của tiếng Việt thì nó sẽ đi xuống, nó sẽ đi xuống. Ví dụ ăn hỏi, ăn hỏi. Món gỏi cá, món gỏi cá. Thì nó chỉ có một cái phần gọi là phần đi xuống thôi ạ. Còn thanh ba của tiếng Hán là nó có phần đi lên. Đấy ạ. Mã, tức là nó sẽ lên giọng ở cuối câu. Mã, hả, bả, nỉ. Thấy ạ. Đi xuống rồi đi lên. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta phát âm thì chúng ta không phải là phát âm rõ ràng là mã. Nhưng mà chúng ta sẽ nói nhanh hơn. Mã, hả, nỉ. Thấy ạ. À, đây là thanh 3, thanh 4 ạ. Từ độ cao 5 xuống độ cao cuối cùng. Cái này nó không giống như là dấu nặng của tiếng Việt đâu nhá. Mà nó cũng không phải giống dấu huyền. Rất nhiều bạn hay nhầm áp của tiếng Việt sang tiếng Trung đọc là mà, 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 mạ, mạ, không phải đâu. Đây ạ, cái thanh này sẽ phát như sau. Mạ, mạ, mạ. Tức là sao? Phát âm nhanh, gọn, đanh chắc. Đấy chính là một cái cách để chúng ta phát được cái âm thanh 4 này cho nó chuẩn. Mạ, thanh 1 thì là ma, ma, thanh 4 là mạ, mạ. Và có một cái tips, có một cái cách để chúng ta phát âm được chuẩn, đó là chúng ta hơi cao giọng một chút, chúng ta nói như là quát đấy, nói hơi to và quát như vậy. Mạ, mạ, tạ, tạ, bạ, bạ. Đấy chính là bốn thanh điệu cơ bản của tiếng Hán. Ngoài ra thì có một cái thanh thứ năm, người ta gọi là thanh nhẹ.
Thanh nhẹ thì không có dấu thanh điệu, đọc ngắn và nhẹ thôi ạ. Mà, ví dụ mẹ ơi, mama, bố ơi, ba và anh, cửa cửa thì cái đằng sau đấy ạ. Đây, thì cái phần mà không có dấu thanh điệu này chính là thanh nhẹ, ngắn và nhẹ thôi, đấy chính là thanh nhẹ của từ này. Thế thì tôi đã giới thiệu xong cái phần thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu của từ Hán. Thì sau khi mà học xong cái phần này rồi thì chúng ta có một cái nhiệm vụ khác khá, đó là chúng ta sẽ ghép cái thanh mẫu và vận mẫu lại với những kiểu ghép vần ở trong tiếng Việt đấy ạ. Và ở trong cái quyển này thì nó có một cái bảng ghép vần, trong buổi giáo trình có bảng ghép vần và chúng ta sẽ về ôn tập. Thì cái phần ghép vần và một số cái nguyên tắc ghi phiên âm thì chúng ta sẽ tiếp tục học trong bài hôm sau. Rất vui được đồng hành với các bạn trong bài hôm nay của tiếng Hán tại trung tâm Tomato 300 Bạch Trẻ Hải Phòng. Và hẹn gặp lại các bạn vào các buổi học lần sau. Xin chào, tạm biệt.